Đang đã quay lại kênh Delta Mobile. Thì hôm nay thì làm một cái video clip để nói về cái cách update phần mềm cho chiếc loa sau lưng mini 2, chiếc loa Bose sau lưng mini 2. Thì chiếc loa này là mang vô là cắm sạc báo đèn đỏ nha các bạn, cắm sạc báo đèn đỏ, sạc không vô. Thì cái bước đầu tiên của mình là mình tháo cái pin nó ra, tháo pin ra, tháo bốn ốc, mình đã tháo sẵn rồi, tháo bốn ốc. Tháo bốn ốc, giờ mình kiểm tra cái đầu pin này đó, kiểm tra đầu pin thì mình đầu dương bên đây, nằm bên đây, thường là đầu dương đây, âm đây. Hai đầu sát bề nha các bạn. Thì kiểm tra pin bằng dùng đồng hồ VOM đó. Cái pin này thì khi mà mới vô thì nó không có điện áp nha các bạn. Thì mình đã kích kích sạc cho nó giống như các video kỳ trước mình đã cứ hướng dẫn cách kích sạc cho nó rồi. Thì sau khi mình kích sạc thì nó đã có điện áp. Kích sạc cho nó khoảng nửa tiếng đồng hồ. Thì hiện tại nó lên khoảng 6 volt mấy rồi. Ban đầu thì nó sẽ không có điện áp này, nó khóa cái pin này, nó không có điện áp. Sau khi mình kích sạc cho nó, kẹp đầu dương, đầu âm. Kích sạc chỉnh dòng khoảng chừng 500 mAh thôi nha các bạn. Thì sạc cho nó khoảng nửa tiếng để cho cái pin này nó bắt đầu nó có điện áp, nó nuôi được cái loa trong quá trình mình update cho phần mềm cho nó. Nó phải có cái đó thì mình update phần mềm mới thành công. Sau khi mình kích hoạt cái pin thì cái loa này nó bắt đầu nó trở về cái trạng thái nó cái pin cái đèn đỏ nó chớp. Đèn đỏ chớp. Tức là pin hiện tại đã có rồi nhưng mà đèn đỏ chớp không tắt được nha các bạn. Không tắt được. Cái này đang là nó bị lỗi. Có khả năng nó lỗi phần mềm. Thì bây giờ cái bước tiếp theo của mình sau khi kích hoạt cái pin đó rồi thì mình tiến hành chạy phần mềm. Rồi bây giờ mình đóng cái pin này lại trước. Tạm thời đóng lại. Thì khi mà chạy phần mềm á thì cái khi mà ở trên cái máy tính của mình á thì cái bước đầu tiên á mình vào cái trang web này, chào trang web này để mình cài đặt. Sau khi mình vô cái trang web này thì nó sẽ cho mình cài đặt một cái tool, cài đặt một cái tool update của hãng Bose, cái này là của chính hãng. Sau khi mình cài xong thì nó sẽ cho mình một cái tool, nhưng mà sau khi cài xong á, thì mình cắm cái cáp vô, cắm cáp vô. Sau khi mình cắm cáp vô thì nó phải nhận dạng cái driver. Rồi sau khi cắm cáp vô nhận dạng driver xong, bắt đầu mình chạy cái phần mềm, chạy cái tool của Bose. Đây là lên cái giao diện của Bose. Đây, các bạn nhìn thấy ha. Sau khi nó nhận dạng được khi nó nhận dạng được cái driver và mình khởi động cái ứng dụng cái tool để mà chạy update phần mềm thì trước mắt thì nó sẽ nhận dạng được cái loa của mình. Sau khi nó nhận dạng được loa thì nó sẽ hiện lên cái hình. Mình thấy cái xuất hiện cái hình này là chứng tỏ là cái driver nó đã nhận và cái phần mềm của hãng nó đã nhận dạng được cái loa của mình, là mình thấy mình đã an tâm là một bước rồi, bước đầu tiên. Cái bước tiếp theo là mình coi nó thông báo sau lưng mini 2 Bluetooth speaker là đúng với cái loa của mình. Cái dòng trạng thái tiếp theo, your product update up to date, tức là cái loa này nó đã update tới phần mềm cuối cùng, phần mềm cao nhất của hãng
đã ra, cho nên nó sẽ không xuất hiện cái cửa sổ để cho mình ấn cái nút update. Thì mình muốn re-update cái này thì mình re-update lại thôi, update lại cái phiên bản cũ của đang nằm trong chiếc loa. Ở đây là mình là chạy update lại để mình sửa lỗi của cái loa này. Thì cái bước 2 các bạn nhìn thấy nha, bước 2 tiếp theo ấn phím ADV, ấn nút up down. Là các bạn nhìn kỹ nha, quay lại cái tool đây, bắt đầu mình ấn này nha các bạn, ADV nút up down. Sau khi mình ấn xong cái thủ tục đó, nó sẽ tự động nó xuất hiện cái chữ update nào. Rồi nhớ là ấn đúng ADV up down thì nó xuất hiện cái chữ này, rồi mình đã ấn vô update. Rồi bắt đầu nó xuất hiện cái thanh ba để nó chạy cái chương trình, nó update cái phần mềm cho chiếc loa, hay còn gọi là cái này có thể là từ chuyên môn nó gọi là uprom cho chiếc loa. Đó, thì trong suốt quá trình nó chạy thì mình sẽ thấy cái hiện cái phần trăm chạy nha các bạn. Cái này nó chạy trong vòng khoảng chừng 5 cho đến 7 phút. Thì chúng ta coi nó từ từ. Thì trong những cái thời cái đoạn đầu của cái quá trình update ấy, thì cái đèn trạng thái này nó vẫn đỏ nha các bạn. Thì cái đèn trạng thái này nó sẽ thay đổi theo từng cái phần trăm này, mình sẽ chú ý mình theo dõi đó. Mình vừa chú ý cái phần trăm, mình vừa chú ý cái trạng thái của cái đèn. Các bạn chú ý ha, trong quá trình update thì chúng ta không được rút cáp ra. Cho nên là chúng ta phải chuẩn bị cho kỹ, điện đóm là chúng ta phải chuẩn bị. Nhiều khi trong quá trình update mà rút cáp ra hoặc là điện cúp điện thì có những cái trường hợp không thể nào update lại được nữa nha các bạn. Nó hư, nó lỗi luôn cái phần mềm, nó không nhận dạng được loa nữa. Cho nên là chúng ta phải kỹ. Chúng ta tìm những sợi cáp chuẩn để mà chúng ta chạy. Khi chúng ta đang chạy mà chúng ta lúc lắc cái cọng cáp này nó cũng rất nguy hiểm, nó mất kết nối cái là xong, nó sẽ lỗi luôn cái loa này luôn. Đó, các bạn nghe cái tiếng kêu nữa không? 55% bắt đầu nó sẽ kêu trong trạng thái nó mất cái đèn, tắt cái đèn đỏ. Đó, trong quá trình chạy thì nó vẫn kêu. Suốt quá trình chạy này thì mình thấy là cái mức phần trăm này nó chạy tới 66% ha. Chiếc loa Bo Soling Mini 1 với lại Bo Soling Mini 2 là hai chiếc loa mà mình thấy nó lỗi khá nhiều nha các bạn. Lỗi rất nhiều. Từ lỗi phần mềm, lỗi phần cứng, lỗi pin, nó lỗi rất nhiều. Rồi bây giờ tới 76% thì nó đã hiện cái đèn vàng báo sạc nha các bạn. Rồi sau đó nó lại tắt, nó lại kêu. Nói chung trong quá trình chạy thì nó sẽ kêu rất nhiều, từng giai đoạn thì nó sẽ cảnh nó thông báo. Mình không hiểu cái thông báo như thế nào từng giai đoạn, nhưng mà mình biết là trong quá trình chạy thì nó sẽ có những cái thông báo vậy.
Bây giờ nó tắt đèn hết rồi. Chiếc loa này còn đó, nó thông báo 95% là nó thông báo cái lời thông báo của cái cô gái, là mình thấy là nó thông báo cái phần trăm battery của battery inside, là coi như là cũng đã thành công rồi nha các bạn. Tới đây là coi như thành công rồi các bạn thấy nha, nó thông báo cái thanh 3 100%, cái thanh sạc màu xanh là coi như là cái phần update phần mềm thành công 100%. Nhiều vấn đề cái loa nó có chạy được hay không còn là vấn đề khác. À, bây giờ chúng ta coi chiếc loa sau khi update xong thì mình chúng ta thấy cái đèn vàng nó nhấp nháy, này là cái trạng thái thành công của pin pin sạc. Cái đèn vàng nhấp nháy là đang sạc nha các bạn. À, bây giờ chúng ta rút cái cáp ra, rút cáp ra này, chúng ta rút cáp này ra thì ở trên màn hình máy tính nó mất kết nối nha các bạn, nó mất kết nối, nó không còn kết nối nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu mở nguồn, mở nguồn lên đó, mở nguồn lên thì nó sẽ thông báo 70%, 70% báo đèn xanh và cái đèn là Bluetooth nhấp nháy. Chúng ta thử kết nối nha, tới đây là gần như thành công rồi đó các bạn. Thử bấm vô đây mà nghe ready to pair là coi như là thành công rồi đó các bạn, coi như thành công. Tới bước này là đã thành công 100% rồi các bạn. Giờ chỉ cần kết nối vô điện thoại để mà hát thử thôi. Giờ chúng ta tắt hát lại. Rồi coi như thành công. Bây giờ mình thử lại cái phần mềm ở trên màn hình vi tính để cho các bạn hiểu rõ nữa nha. Ở trên màn hình thì nó sẽ thông báo này, khi mà chúng ta chưa cắm cái điện thoại, cái loa vào máy tính thì nó thông báo vậy, nhưng mà khi chúng ta cắm vô đó, nó thay đổi trạng thái rồi nó nhận dạng cái ID của cái loa và nó xuất hiện cái hình để cho mình biết là cái loa này, cái loa này là cái loa mình đang cắm vô đây nha các bạn, nhận dạng được liền nha các bạn. Nó thông báo dòng trạng thái up to date là cái phần mềm cuối cùng của hãng nó đã cập nhật vô chiếc loa này đó, thì cái đó là chúng ta biết để biết là cái chiếc loa của mình nó có kết nối được cái máy tính hay không. Nó kết nối được thì mình chúng ta mới chạy được phần mềm nha các bạn. À, coi như là đây là cái phần update phần mềm cho chiếc loa đã xong, đã thành công tốt đẹp ha. À, xin chào các bạn ha, hẹn các bạn ở các cái video clip sau. Xin chào các bạn.